chiếc xe này á chủ yếu là anh em chạy dạo dạo chơi thôi, dạo phố rồi để trưng bày rồi được ok, nhưng mà để mà đi phượt đi chơi nó không có phù hợp đâu nha anh em, nó yếu lắm. Nói chung là nó yếu 125 nhưng mà nó mình cảm giác nó cũng yếu hơn em à. Nhưng mà đi dạo phố đi cà phê đồ thì nó vui vui, và đối với những người mà trên 1m6 thì ngồi nó hơi bị trong trên nha anh em. Sáng không? Để rõ không? Rồi, hello anh em, đã quay trở lại kênh của Minh Raker. Hôm nay Minh review cho anh em một chiếc cúp. Cúp 100 triệu ha. Thì hồi xưa chiếc này thì rất là rẻ. Hồi xưa chiếc này rất là mắc, 100 mấy á. Bây giờ thì nó còn 100 thôi, 100 không biết nữa, rồi tùy. Xe này mua cả năm rồi nhưng mà chạy mới có 1.300 thôi, xe này không có bán nha anh em. Xe này mua về chạy review cho anh em xem. Thì cái con cúp này hồi xưa người ta hay gọi là cúp cánh án á. Nhưng mà bây giờ nó đời mới rồi. Rồi follow qua cho anh em nè, C125 mà thấy không, rất là đẹp, chi tiết của xe này rất là đẹp. Bây giờ này là gọi là cúp hiện đại rồi anh em, cúp thời hiện đại với mà cúp hồi xưa. Rồi giá nó khá là mắc ha, anh em nào đam mê mua về trưng bày chơi thì được. Rồi mở cho anh em coi hải xi nhan của nó. Thì con này bây giờ đời mới thì nó có smart key anh em, đó, có smart key đầy đủ. Đó, xi nhan hai bên nè, đó, follow cho anh em coi là cho anh em coi rõ xi nhan hai bên. Cái đồng hồ rất là đẹp, thì xe này chạy giống như xe rim thôi, quay rim thôi anh em, quay follow cho anh em cái đồng hồ bây giờ. Hiển thị dòng tour nè, số nè, km nè, có giờ giấc rồi nữa, giờ là cúp hiện đại rồi, đó. Đó, cúp hiện đại nè. Gác chân nó cũng đẹp nữa, nó thiết kế rất là tỉ mỉ. Con này thì nhập Thái anh em, rất là tỉ mỉ, bô, cổ bô rất là đẹp, mâm rồi cũng rất là đẹp, rất là hiện đại. Đó. Và 20 năm sau nó cũng sẽ thành đồ cổ như con cúp hồi xưa rồi đó. Đặc điểm cái yên này á, cái yên ngồi sau ngồi trước á thì anh em cũng biết rồi, yên nó thì ngồi mỏi lắm anh em, mỏi lắm. Chỉ dạo phố rồi thôi. Con này thì mình nói luôn anh em mà mua đi phượt đi chơi là nó không phù hợp đâu anh em. Đi phượt đi xa nó không có phù hợp cho anh em đâu. Này chỉ để anh em đi dạo phố đi đồ này nọ cho anh nó vui thôi. Thì con này vẫn có thắng đĩa ha. Hơn cả 100 triệu mà vẫn chưa cái ABS anh em ha. Hơn cả 100 triệu nhưng mà vẫn chưa cái ABS. Thì cổ bô thì nó cũng hơi xịn sò ha anh em ha. Đó, cổ bô rất là xịn sò. Cũng theo mình thấy á, mình chạy con này thì nó cảm giác nó giống như Future ấy anh em à. Đó, cục máy nè anh em, coi cục máy nè. Máy cổ bô thì nó hơi bị đẹp, hơi bị VIP. Nó sóng sóng rồi nhìn rất là VIP đó. Lọc gió là giống như mấy con xe Honda bình thường em anh em. Chỉ có nhìn cái mâm này nó làm kiểu này giống CNC ha. CNC đồ này nọ nè đó. Bóng đẹp, mấy cái chi tiết này để làm kiểu nhìn nó sang hơn xíu. Còn đây là mức tiêu hao nhiên liệu nè, 1,5 lít cho 100 cây. Ghê vậy. Ít tốn xăng ha. Nếu vậy là ít tốn xăng hả? Năm mấy 60 cây 1 lít luôn. Là nó giống như Future anh em, nó ná như Future. Nhưng mà mình chạy con này mình cảm giác là nó, chia sẻ cho anh em luôn là cảm giác nó yếu hơn Future nha. Lên chậm lắm, lên chậm lắm, nó yếu hơn Future. Chắc là do cái này nó không có khí động học giống Future. Cái này chỉ để thiên về đi dạo phố rồi trưng bày chụp hình rồi dựng chơi chơi vui thì ok, đẹp á anh em. Chứ mình thấy chạy thì nó cũng không có giống như Future đồ này nọ đâu. Cái chi tiết này cũng rất là đẹp,
À, ví dụ như nè, đây đây quay mấy cái chi tiết nè, bàn đạp nè, bàn đạp nè, mấy cái này nè, nhìn ốc rác rất là đẹp, xi nhan đồ cũng rất là đẹp nha. Mấy cái đồ này vô hãng mắc lắm nha anh em, mấy cái xi nhan xi nhít nè, đèn hậu sao nè, rất là đẹp đó, đèn hậu sao nhìn cực kỳ đẹp. Nhưng mà mấy cái đồ này mua thì hiếm à, hiếm á. Nó thì đơn giản nó chỉ có vậy thôi anh em, nó chả có cái gì đặc biệt, cũng chả có công nghệ, thì nó chỉ có hơn xịt mắt cây với kiểu dáng lạ, nhưng mà 100 mấy triệu. Giờ thì chắc còn 100 triệu, nhưng mà trước cỡ 120, 130, 170, 180 có luôn á, lúc mà nó về mà nó hot á, 170, 180 có luôn, bằng con SH350 luôn. Mình thấy mua thì nó phí tiền anh em nha. Nếu mà anh em mua mà để đi làm hàng ngày thì khuyên anh em là nên mua con Winner X hay là mua con xe gì đó để đi làm, ok. Còn con này là chỉ để trưng bày đồ chơi thôi, chạy nó không có ngon đâu, chạy nó không ngon, chạy vui vui thôi anh em, nó không có ngon gì hết á, nó không có mạnh, nó cũng không có nhanh, mà nó được cái là máy nó êm êm giống Future thôi, vậy thôi đó. Mình là review thực tế luôn chứ không phải là mình review để lấy tiền hay lấy gì hết anh em, nó chỉ vậy thôi. Cơ bản là nó còn về hư thì mấy cái máy móc này thì nó không có hư đâu anh em, đồ phụ tùng rồi chắc nó cũng xài chung với lại mấy con Future 125 rồi đó, mấy cục máy 125 của Honda là quay S rồi á, quay Thái gì đó đó, nó cũng chung hết luôn. Còn mấy cái linh tinh ở ngoài thì nó gia công thì nó đẹp hơn chút xíu đó, nhìn nó chỉ bắt mắt thôi, bắt mắt là dễ thương. Xe này cũng có cua gái nữa nè, ngồi nó thiệt chở chở người phía sau á, ngồi ê đít lắm, anh em chở đi vòng vòng, đi gần gần được. Mà anh em mà chở đi xa xa là về người yêu bỏ anh em luôn á, chụp hình đồ sống ảo này nọ chơi vui thôi. Chứ con này nếu mà anh em mua thì anh em mua Tayga, mua SH thì chạy chở gái vẫn êm hơn đó. Cái đó là mình chia sẻ thiệt cho anh em. Còn ở này kiểu nào là nếu mà mua này nè thì giống mình nè, tháng 2 tháng rồi ra chạy qua quán cà phê ABC ngồi chơi rồi này nọ gì đó, rồi dựng rồi ngắm rồi chơi vui thì mua được, cái đó mua hợp lý. Còn anh em mua mà để sử dụng mấy mục đích nhu cầu mà đi làm, đi dạo, đi phượt là không được nha anh em, mình khẳng định là không được ha. Thì mình chạy thì nó vẫn yếu, từ 60 trở lên chậm rì rồi anh em à. Đó, nên là chia sẻ của mình thôi. Còn máy thì mình nghĩ là chắc chắn sẽ bền, tại vì có chạy đâu mà nó hư. Một năm trời mà chạy đúng 1.300 cây số, một năm trời là chạy đúng 1.300 cây số, chạy đi dạo, đi ăn, đi chơi rồi này nọ. Đây để mình ngồi lên cho anh em xem. Đâu bi mấy sáu ngồi coi thử, ngồi thử anh. Thoải mái nha, này cho học sinh đồ chạy đồ ok, đẹp luôn. Nếu mà này mà học sinh đồ vô trường là cua nào dính vô đó, ok. Ừ, nhưng mà kiểu kiểu mà đi phượt không được đâu, yếu lắm, yếu nó mỏi đít đó, cái yên nó sao nó ê lắm rồi. Thiết kế xưa giờ rồi, cúp đời nào cũng vậy đó, ngồi ê đít lắm. Cái con cúp hồi xưa á là cái chỗ này nó không có yên luôn, nó miếng sắt, hình như cái này cũng có miếng sắt nè, nhưng mà bọc yên lên đó, đó cũng có miếng sắt nè, miếng sắt nè, thì á ngồi nó chỉ vậy thôi anh em. Rồi ok anh em, anh em nếu thấy hay nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Baker. Đây là địa chỉ của shop mình nè, đó, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Bên mình là chuyên mua bán xe mô tô, xe nào cũng bán luôn đó. Đây là Super Cup. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là nhiều sức khỏe nha anh em đó. Rồi có rảnh thì vô kênh của mình để coi tất cả các dòng xe mình review, thì con này là mình review chân thật nhất có thể rồi, không có thể nào mà không chân thật được nữa anh em đó, rất là chân thật luôn rồi anh em. Rồi ok anh em, rồi anh em nào vậy thôi, xin mắc cây đó, chỗ này đó, rồi đề đó, vậy thôi. Tiếng máy cho anh em nghe tiếng máy, tiếng máy nó êm ru rồi nè, y như phun trời á, y chang phun trời đó, tiếng máy rồi y chang vậy đó. Nhưng mà con này chạy yếu hơn phu á, do chắc khí động học, anh nghĩ là khí động học á, chạy nó yếu. Rồi ok anh em rồi em chống đứng lên, anh quay dài sụt đẹp của xe cho anh em ngắm cái rồi up clip luôn.
Rồi như anh em thấy là mình đang chạy chiếc cúp 125. Thì chiếc xe này chủ yếu là anh em chạy dạo chơi thôi, dạo phố để trưng bày rồi được ok, nhưng mà để mà đi phượt đi chơi nó không có phù hợp đâu nha anh em, nó yếu lắm. Nói chung là nó yếu 125, nhưng mà nó mình cảm giác nó cũng yếu hơn anh em à. Nhưng mà đi dạo phố đi cà phê rồi thì nó vui vui, và đối với những người mà trên 1m6 thì ngồi nó hơi bị trông trên nha anh em đó. Còn mà trên 1m7 thì dưới 1m6 thì chạy đẹp, dưới 1m6 chạy đẹp. Rồi em cứ chạy về đi, em cứ chạy đường nào mà về nhà là được. Đường này về cũng được mà, thẳng về cũng được mà. Ừ. Anh em mà dưới 1m6 là chạy cực kỳ đẹp. Đó, như anh em cho anh em coi là 1m7 thì ngồi nó cũng hơi nhỏ so với người, nhưng mà cũng dễ thương, chạy ok, dễ thương. Đặc biệt cái này đi ngồi rất là ê đích nha anh em. Cái đặc trưng của dòng cúp, từ cái cúp nhỏ cho đến cúp lớn là tất cả xe đều rất là ê đích, ê mông. Đó, đi dạo thôi, chứ đi xa đi phượt là không có phù hợp đâu. Cái này nói cho anh em biết trước. Đó, và anh em nhìn anh em cũng biết kiểu dáng xe là chỉ để cho dạo chơi thôi, chứ không có gì để nó đặc biệt nha anh em. Đó, nhìn nó ngộ nghĩnh. Ngọn nghỉnh rồi nó hoài cổ điển, nhưng mà nhìn con này cũng rất hiện đại nè. Đó, và anh em coi những cái sụt mình chạy xe đó, mình quay lại cho anh em xem để anh em cảm nhận thực tế. Xe này là xe mình mua về review cho anh em nha, chứ không phải xe đi mượn nha nè. Đó, mua về chạy rồi review cho anh em xem chơi vậy đó. Anh em còn muốn quay clip nào thì cứ liên hệ inbox cho mình thì quay. Còn anh em nào mà có xe lạ thì đem xe qua mình rồi mình quay cho. Còn đa số bên mình review là toàn là xe mình bỏ tiền ra mình mua không nha anh em nha. Đó, bỏ tiền ra mua con xe 10 mấy triệu, chỉ quay được cái clip lấy được chưa được 50 ngàn. Clip mà anh em xem là dạo này YouTube người ta xíu lắm anh em, không có tiền nhiều như xưa đâu. YouTube clip quay chủ yếu là cho anh em xem vui thôi, chứ thu tiền từ YouTube thì bây giờ tiền ít rất ít. Ít lắm. Clip này chưa chắc được 50 ngàn Việt Nam đồng nữa. Rồi ok anh em nha, anh em thấy hay là nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker để mình có động lực mình review cho anh em thêm nhiều dòng xe.